Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Thưa quý vị, vào chiều 6 tháng 6, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là vị Tư lệnh ngành Công an thứ ba quê Hưng Yên sau ông Tô Dĩ và Đại tướng Tô Lâm. Trong video này, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý. Thượng tướng Lương Tam Quang, người kế nhiệm Đại tướng Tô Lâm, vị Tư lệnh ngành Công an đầu tiên và vụ án kinh điển số 7 phố Ôn Như Hầu. Bốn vị đại tướng ngành Công an. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tóm tắt tiểu sử Thượng tướng Lương Tam Quang. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17 tháng 10 năm 1965 tại thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là một vị tướng an ninh giống như Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Tô Lâm. Ông gắn bó cả sự nghiệp quân ngũ của mình với các đơn vị nghiệp vụ tại khối cơ quan bộ của Bộ Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang vào Đảng ngày 21 tháng 11 năm 1998, ngày vào Đảng chính thức 21 tháng 11 năm 1999, chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân luật, an ninh, lý luận chính trị, cao cấp, tiếng Anh B1. Ông được nhận huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, huân chương chiến công hạng nhất, hạng nhì, 4 huân chương, huy chương của nhà nước Lào, huân chương tự do hạng 3, huân chương hữu nghị, huân chương anh dũng hạng nhất, huy chương hữu nghị. Quá trình công tác, từ tháng 11 năm 1983 tới tháng 8 năm 1985, Học viện Trường An ninh 4, tháng 9 năm 1985 tới tháng 10 năm 1989, cán bộ Cục Trinh sát Ngoại tuyến, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 11 năm 1989 tới tháng 8 năm 1994, học viên Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Tháng 9 năm 1994 tới tháng 4 năm 1996, cán bộ Cục Trinh sát Ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 5 năm 1996 tới tháng 9 năm 2006, cán bộ An ninh Kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 10 năm 2006 tới tháng 3 năm 2009, Phó trưởng phòng Cục An ninh Kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, trưởng phòng thư ký, lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 3 năm 2009 tới tháng 12 năm 2009, Phó cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 12 năm 2009 tới tháng 7 năm 2010, Phó cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an. Tháng 8 năm 2010 tới tháng 9 năm 2017, Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. Tháng 11 năm 2014 được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Tháng 9 năm 2017 tới tháng 8 năm 2019, Chánh văn phòng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019 được thăng cấp bậc hàm trung tướng. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông cùng với Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng quê tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tháng 5 năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tháng 1 năm 2020. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ngày 8 tháng 9 năm 2023, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2023, Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Hiệp hội đã bầu ra 7 đại biểu tham gia ban thường vụ, lãnh đạo hiệp hội, có chủ tịch và 5 phó chủ tịch, một phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội do Thượng tướng Lương Tam Quang làm chủ tịch, ban kiểm tra với 3 thành viên. Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an ở tuổi 59. Với độ tuổi này, ông có thể đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an tới năm 2030. Việc kiện toàn nhân sự Bộ Công an từ nguồn nhân sự tại chỗ của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ giúp cuộc chiến đốt lò giữ được lửa nhiệt huyết và giúp Bộ Công an nói riêng, lực lượng Công an nhân dân nói chung ổn định được hoạt động, đoàn kết nội bộ. Đồng thời, lực lượng Công an tiếp tục thực hiện những chiến lược hiện đại hóa cơ sở vật chất, khí tài chiến đấu, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và truyền thống cách mạng. Đây là nền tảng cho sự ổn định của tình hình chính trị xã hội, qua đó góp phần vào sự phát triển của đất nước, hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Năm 2025 cũng là năm vô cùng ý nghĩa với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khi đất nước ta tròn 80 năm thành lập nước và tròn 50 năm non sông liền một dải. Vị Tư lệnh ngành Công an đầu tiên đó là đồng chí Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1911
tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, mất ngày 20 tháng 10 năm 2003 tại Hà Nội. Ông là một nhà cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông là người đứng đầu ngành công an Việt Nam từ năm 1946 cho đến năm 1952. Ông được nhà nước Việt Nam truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2011 vì những đóng góp của mình đối với đất nước. Nhà công an Trung ương thuộc Bộ Nội vụ, dưới sự điều khiển trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Giản được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà công an Việt Nam từ tháng 4 năm 1948 tới tháng 9 năm 1952, trước đó là Giám đốc Công an vụ. Ông được đánh giá là một nhân vật đặc biệt trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của ngành công an Việt Nam từ năm 1946 tới năm 1952. Trên cương vị đứng đầu ngành công an, đồng chí Lê Giản đã hoạt động tích cực để bảo vệ chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Ông là người chịu trách nhiệm cao nhất trước đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, trước Bộ Nội vụ và trước Chính phủ về việc đập tan âm mưu câu kết của Quốc dân Đảng với thực dân Pháp nhằm lật đổ chính quyền cách mạng. Dấu ấn đầu tiên và đặc biệt của đồng chí Lê Giản đối với ngành công an, với đất nước và đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng chính là việc đồng chí đã chỉ đạo phá vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu nổi tiếng. Vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, diễn ra ngày 12 tháng 7 năm 1946, được coi là một trong những chiến công đầu tiên vang dội của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Đầu năm 1946, Quốc dân Đảng được sự hậu thuẫn của thực dân Pháp và quân Tưởng ngang nhiên chiếm đóng 41 địa điểm làm trụ sở, hoạt động vừa công khai vừa bí mật. Qua các nguồn tin cơ sở, lực lượng an ninh sớm phát hiện âm mưu của Quốc dân Đảng cấu kết với thực dân Pháp, tổ chức cuộc đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 năm 1946. Tối ngày 11 tháng 7 năm 1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp nghe nhà công an Trung ương báo cáo âm mưu và kế hoạch hoạt động của địch. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi sang Pháp. Ở nhà, nếu có xảy ra va chạm giữa ta với quân đội Pháp hoặc với bọn Quốc dân Đảng, phải giải quyết hết sức thận trọng. Việc lớn cần bóp nhỏ lại, việc nhỏ không cho phát triển thành lớn, phải dĩ bất biến, ứng vạn biến. Chỉ đạo trực tiếp lực lượng công an phá vụ án này là đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nhà công an Trung ương, Nguyễn Tuấn Thức, Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ và đồng chí Nguyễn Tạo, Trưởng Nha Điệp báo Công an Trung ương. Đúng 2 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 1946, một tiểu đội trinh sát và cảnh sát xung phong bất ngờ đột nhập vào số nhà 132 Đuy Vinh Nhô, nhanh chóng bắt gọn gần 20 tên phản động. Tại đây, ta thu giữ máy in, súng, lựu đạn và nhiều tài liệu phản cách mạng mà chúng vừa in xong, chất đầy một xe cam nhông. Đặc biệt, ta thu được kế hoạch đảo chính Chính phủ Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch này, thì đến ngày 14 tháng 7 năm 1946, Quốc khánh Cộng hòa Pháp, khi quân đội Pháp diễu binh qua Bắc Bộ Phủ, bọn Quốc dân Đảng sẽ ném lựu đạn vào tốp lính da đen, gây tiếng nổ và đổ máu. Lấy cớ đó, Pháp đổ lỗi cho ta không giữ được an ninh trật tự, chống lại quân đồng minh trong khi diễu binh, và quân Pháp sẽ vào Bắc Bộ Phủ bắt giữ toàn bộ chính phủ ta, đánh chiếm các cơ quan đầu não của nhà nước, tuyên bố lập Chính phủ Quốc dân Đảng Việt Nam thay thế. Cùng lúc đó tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn chính phủ ta sẽ bị bắt giữ. Thấy rõ âm mưu hiểm độc của bọn Đại Việt, Việt Quốc, cụ Huỳnh Thúc Kháng và đồng chí Võ Nguyên Giáp đã lập tức hạ lệnh tổng trấn áp, quét sạch bọn phản động ở thủ đô và các địa phương khác. Tại ba trụ sở của chúng ở khu vực Hồ Thiền Quang, bọn phản động dùng súng trung liên chống lại. Công an phối hợp với tự vệ chiến đấu đặt hỏa lực từ các nhà xung quanh uy hiếp, buộc chúng phải đầu hàng. Tiếp đó, ta tiến hành khám xét trụ sở của đệ nhất chiến khu, Quốc dân Đảng ở nhà số 7, phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, thu được nhiều tài liệu phản động, dụng cụ làm bạc giả, phương tiện tra tấn, thuốc mê. Công an đào được 7 xác người bị chúng giết chôn trong vườn, có những xác chết bị chặt thành nhiều khúc. Hai người bị chúng bắt cóc đòi tiền chuộc được cứu thoát vào đúng lúc chúng định đem ra thủ tiêu. Tại đây, tên Phan Kích Nam, tức Phan Xuân Thiện, cầm đầu, đệ nhất chiến khu, lấy danh nghĩa đại biểu quốc hội tỏ ra ngoan cố, gây khó khăn cho ta, nhưng cuối cùng đã bị các chiến sĩ công an mưu trí bắt gọn. 49 năm sau, ngày 14 tháng 3 năm 1995 tại Hà Nội, trong một cuộc tọa đàm về vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá, ý nghĩa của nó không chỉ dập tắt âm mưu của bọn phản động câu kết với nước ngoài để cướp chính quyền ở Hà Nội, mà còn là một hành động đảo chính để làm tay sai cho Pháp. Không những đập tan cuộc đảo chính, qua vụ đó làm cho mọi người, kể cả những người còn mơ hồ, thấy rõ bọn nào là bọn phản quốc và chính sách đại đoàn kết của chính phủ, càng làm cho toàn dân ủng hộ chúng ta, tạo điều kiện cho chúng ta củng cố thêm chính quyền một bước. Tôi đánh giá vụ án đó là một vụ án rất quan trọng, các đồng chí làm giỏi, sắc bén, có tinh thần trách nhiệm. Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 12 tháng 7 hàng năm được Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương chọn làm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.
4 vị Đại tướng Công an Nhân dân. Đại tướng Công an Nhân dân là cấp bậc cao nhất trong Công an Nhân dân. Theo quy định, Chủ tịch nước là người có quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm này. Cho đến nay, đã có 4 người được phong cấp bậc hàm Đại tướng trong lực lượng Công an Nhân dân. 1. Đại tướng Mai Chí Thọ. Đại tướng Mai Chí Thọ sinh ngày 15 tháng 7 năm 1992, mất ngày 28 tháng 5 năm 2007. Tên thật là Phan Đình Đống, bí danh Nam Xuân, quê quán Nam Định. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 6, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5, 6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, từ tháng 12 năm 1987 tới tháng 8 năm 1991. Ông từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6 năm 1985 tới tháng 10 năm 1986. Phó Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 1978 tới 1985. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 7, 8. Ông được nhận Huân chương Sao vàng, Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được đặt ra lần đầu theo sắc lệnh số 58 SL năm 1947. Đại tướng Mai Chí Thọ là người có mặt ở những nơi hiểm nguy, gian nan nhất. Năm 1993 là đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Thời kỳ 1940-1945 bị thực dân Pháp bắt và giam giữ tại các nhà tù ở Nam Định, Hòa Lò Hà Nội, Sơn La, Khám Lớn Sài Gòn, Côn Đảo. Sau khi ra tù, ông hoạt động cách mạng sôi nổi trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, từng giữ các chức vụ trưởng ty công an, sau đó là phó bí thư, rồi bí thư tỉnh ủy Mỹ Tho, phó giám đốc sở công an Nam Bộ, phó bí thư liên chi chính quyền Nam Bộ, phó giám đốc sở công an Nam Bộ, phụ trách công an miền Đông Nam Bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, ông là một trong những nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng hàng đầu, gắn bó chặt chẽ với mọi giai đoạn phát triển của phong trào cách mạng miền Nam, là nhà cách mạng thức thời và đầy bản lĩnh. Thời kỳ 1986-1991, ông cùng với đồng chí Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt đã kiên quyết và nhất quán ủng hộ tư duy đổi mới của Đảng, góp phần quan trọng trong việc xác định và củng cố hướng đi đúng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn khó khăn và phức tạp. Đại tướng Mai Chí Thọ là vị Đại tướng An ninh Nhân dân đầu tiên. Ông được nhà nước phong hàm Đại tướng An ninh Nhân dân tháng 5 năm 1989, là vị Đại tướng đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân. Với cương vị là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ông đã có công lớn trong xây dựng ngành tình báo, công an lớn mạnh, đóng vai trò chủ yếu trong việc xây dựng ngành công an thời kỳ năm 1986-1991. Đại tướng Mai Chí Thọ là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh cao, tận tụy vì dân, vì nước, có đường lối cứng rắn trong công việc. Nhà lãnh đạo mẫu mực, rất sâu sát với đời sống chiến sĩ và nhân dân, rất tâm lý với những suy tư trăn trở và những khó khăn của cấp dưới, cương quyết, quyết liệt với kẻ thù, nhưng với đồng bào, đồng chí, ông luôn thể hiện thái độ đúng mực, tỉnh táo, mềm mỏng, làm sao có lợi cho việc công, nhưng không làm hỏng những sự riêng, hữu lý và hợp pháp. Ông là người có lối sống khiêm tốn, giản dị, chân tình, gần gũi, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, được cán bộ chiến sĩ và nhân dân tin yêu kính trọng. 2. Đại tướng Lê Hồng Anh. Đại tướng Lê Hồng Anh sinh ngày 12 tháng 11 năm 1949, quê quán xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ông còn được gọi thân mật là Út Anh theo thông lệ của miền Nam. Ông có bằng cử nhân luật và cử nhân chính trị và là cán bộ tham gia hoạt động ở cơ sở khi tuổi còn rất nhỏ, 11 tuổi. Năm vào Đảng 1968, năm vào Công an Nhân dân 2002, Đại tướng Lê Hồng Anh là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, 10, 11, Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2002 tới năm 2011. Quá trình giữ các chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang 1982, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang 1986, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 1987, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang 1991, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 1996, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2001. Tháng 8 năm 2002, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 11, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Thời điểm đó, ông là vị Bộ trưởng Bộ Công an trẻ nhất sau gần 26 năm trước đó. Ông được phong hàm Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2005. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương 2002-2011, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng 2011-2016, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 9, 10, 11, Đại biểu Quốc hội khóa 11, 12,
những phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Giải phóng hạng 3, Huân chương Quyết thắng hạng nhất và nhiều phần thưởng khác. Ngày 13 tháng 9 năm 2023, ông được Đảng ủy, Văn phòng Trung ương Đảng trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. 3. Đại tướng Trần Đại Quang. Đại tướng Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật học, Đại học An ninh, học vị Tiến sĩ, học hàm Giáo sư, Lý luận chính trị cao cấp, Ngoại ngữ, Cao học tiếng Trung. Ngày vào Đảng 26 tháng 7 năm 1980, ngày chính thức 26 tháng 7 năm 1981, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Tóm tắt quá trình công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Từ tháng 7 năm 1972 tới tháng 10 năm 1975, học viên Trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 1975 tới tháng 6 năm 1987, cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 1, sau tách thành Cục Bảo vệ Chính trị 2, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1987 tới tháng 6 năm 1990, trưởng phòng Tham mưu và trưởng phòng Trinh sát, Cục Bảo vệ Chính trị 2, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 6 năm 1990 tới tháng 9 năm 1996, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 9 năm 1996 tới tháng 10 năm 2000, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục An ninh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy Cục Tham mưu An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 2000 tới tháng 4 năm 2006, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng năm 2003, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2003. Từ tháng 4 năm 2006 tới tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Trung tướng 2007, được phong học hàm Giáo sư 2009. Từ tháng 1 năm 2011 tới tháng 8 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được phong cấp bậc hàm Thượng tướng 2011, Đại tướng 2012, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ngày 2 tháng 4 năm 2016 đến nay, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vì bệnh trọng lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khi đang là Chủ tịch nước. Những câu nói ấn tượng của Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sau vụ việc ở xã Đồng Tâm, Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: "Chính quyền phải biết lắng nghe dân." Trong bài viết đề cao sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2016, Đại tướng viết: "Tinh thần đoàn kết đưa dân tộc ta vượt mọi thử thách." Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 4 năm 2017, coi trọng thu hồi tài sản tham nhũng. Sức sống mãnh liệt và sự tự cường của nền kinh tế khu vực giống như cây tre Việt Nam luôn dẻo dai, vững vàng trước mọi phong ba bão táp. Đây là phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp trong tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng tháng 11 năm 2017. Sau khi tuyên thệ vào tháng 4 năm 2016, trả lời báo chí, Đại tướng nói: "Cứ gọi giản dị là Chủ tịch nước thôi." Vị đại tướng thứ tư là Đại tướng Tô Lâm, tân Chủ tịch nước. Sau khi Đại tướng Trần Đại Quang được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước vào năm 2016, Đại tướng Tô Lâm trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2024, Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tướng Tô Lâm đã tuyên thệ trước sự chứng kiến của các đại biểu Quốc hội khóa 15 và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia tới đồng bào và cử tri cả nước. Đại tướng Tô Lâm chính thức trở thành vị Chủ tịch nước thứ 13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, tên thật là Tô Lâm, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Thành phần gia đình, cán bộ: Ngài được tuyển dụng vào Công an Nhân dân tháng 10 năm 1974, ngày vào Đảng chính thức 22 tháng 8 năm 1982. Trình độ được đào tạo: Giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh Nhân dân, học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ, lý luận chính trị cao cấp, Ngoại ngữ: Anh C. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ,
Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ Thượng tướng lên Đại tướng cùng với Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1 năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, ông làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Các phát ngôn về tham nhũng đáng chú ý của Đại tướng Tô Lâm. Sáng 27 tháng 1 năm 2021, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đáng chú ý, trong phần thứ 3, ông đã chỉ rõ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham nhũng lãng phí, có giải pháp, quy trình, quy chế, quản lý chặt chẽ trong phát triển các dự án đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng hợp tác đầu tư phát triển kinh tế để tiến hành chuyển hóa về chính trị, lũng đoạn về kinh tế. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, công tác phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng có nhiều bước tiến mới, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Ông Tô Lâm nhấn mạnh, là một vụ cảnh tỉnh, cả một vùng, một lĩnh vực, và cơ bản bước đầu chúng ta đã ngăn chặn được tham nhũng, song cần thấy tham nhũng càng tinh vi, càng phức tạp để đối phó với cơ quan chức năng. Và mình cứ ra cái khiên này thì nó lại ra cái mác khác. Sáng ngày 12 tháng 10, làm việc với tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, quá trình kiểm tra cần làm rõ các vấn đề liên quan đến bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, khó thực hiện, không phù hợp với thực tiễn ở địa phương trong các văn bản pháp luật thuộc phạm vi kiểm tra, nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, không đi vào tính đặc trưng riêng. Đồng thời, phải làm sao phòng ngừa được tham nhũng tiêu cực, nhưng không được hạn chế, gây khó khăn để phát triển kinh tế. Ngày 7 tháng 11 năm 2023, sau chất vấn Bộ trưởng, trưởng ngành trước Quốc hội, trả lời đại biểu, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đấu tranh phòng chống tham nhũng là công tác rất trọng tâm của lực lượng công an triển khai trong thời gian qua. Bộ Công an triển khai gương mẫu đi đầu trong khâu tổ chức thực hiện trên cả 3 phương diện. Thứ nhất, công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực được ngành công an tích cực đẩy mạnh. Công tác này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực coi đây là điểm sáng. Thứ hai, ngành công an tập trung chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ. Để làm được điều đó thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao ý thức làm trong sạch nội bộ. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, quản lý quản trị xã hội bằng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, chứ không phải gây khó khăn, nhũng nhiễu, khó dễ. Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với cải cách hành chính theo đề án 06, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo triển khai không chỉ với ngành công an mà là tất cả các ngành. Nếu làm được thì không chỉ cải cách hành chính phục vụ nhân dân mà còn giảm hẳn được tham nhũng vặt, điều cử tri bức xúc phản ánh nhiều, không tiếp xúc người giải quyết thủ tục hành chính thì không còn điều kiện thực hiện tham nhũng vặt. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thực tế điều tra quyết định đến truy tố xét xử nghiêm đối tượng tham nhũng đã thực hiện tốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc này đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm, thu hồi được nhiều tài sản cho nhà nước, không để cho đối tượng trốn ra nước ngoài và cũng không dám trốn ra nước ngoài. Vừa qua xử lý được nhiều đối tượng này, từ đó tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trở thành xu thế không thể đảo ngược. Nêu 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trước tiên tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, không để sơ hở, thiếu sót để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Những vấn đề có sơ hở, thiếu sót thì phải khắc phục ngay. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua các vụ án thực tế vừa qua, kiến nghị sửa đổi, chỉnh lý nhiều quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, tín dụng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm phương tiện, phòng chống buôn lậu. Cùng với đó, chỉ đạo ra soát bổ sung quy định về kiểm soát quyền lực, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương, quy định cụ thể và có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt các quan hệ. Quy định cụ thể và có chế tài mạnh mẽ để cắt đứt các quan hệ doanh nghiệp sân sau, không để hình thành các đối tượng có thể thao túng được nhiều cơ quan như một số vụ án đã xảy ra vừa qua. Ví dụ như vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh và cho biết vừa qua đã xử lý các đối tượng với hai tội danh chính trong nhóm tham ô, tham nhũng. Một, tham mô tài sản, tức ăn cắp tài sản của nhà nước, của nhân dân, làm tài sản riêng. Hai, đưa và nhận hối lộ.
Chúng tôi chưa bắt đối tượng nào vừa liên quan vụ việc đó mà không nhận tiền cả. Thành ra không có chuyện xử lý quá, làm cán bộ sợ, không dám làm. Bởi không phải xử lý tội lợi dụng chức vụ quyền hạn mà là tội nhận hối lộ. Việc đó nhân dân đồng tình, đồng chí Bộ trưởng khẳng định và cho rằng việc xử lý cán bộ nhận hối lộ được nhân dân rất đồng tình. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết thêm, trong một số vụ án thì số người bị hại rất đông nên việc thu hồi tài sản có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng nhưng phải làm sao thu hồi được tài sản của nhà nước, của nhân dân, phải làm tốt từ khâu phát hiện, kê biên, kê khai, không để tẩu tán tài sản ra ngoài, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, góp phần hạn chế tham nhũng, nhất là với tham nhũng vặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy bấm like và share tới bạn bè người thân của mình để chia sẻ những thông tin hữu ích và đặc biệt nhấn sub để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.